Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại chợ phiên Bảo Lạc thuộc thị trấn Bảo Lạc, Cao Bằng. Ngay bây giờ Thành sẽ đi dạo quanh một vòng để mà chia sẻ với các bạn xem chợ phiên ở đây bán những cái sản vật nông sản gì nhiều các bạn nhé. Hiện tại khoảng 10 giờ sáng, khá là muộn rồi, nhưng mà bà con ở chợ vẫn còn tương đối đông. Thành đi dạo quanh một vòng để quay phim chia sẻ với các bạn. Ở đây là khu vực bán rượu đó, các cô là người dân tộc Mông đến chợ bán rượu đó, họ đang mời nhau ở đây này. Đây khá là thú vị. Đây, toàn rượu là rượu các bạn ạ. Các cô đem từng can rượu, từng chai rượu ra đây bán đó. Rồi, đi nhá. Đó. Đi dạo quanh khu vực trung tâm của chợ, chợ phiên sẽ có sản vật gì nhiều chia sẻ với các bạn. Ồ, các cô đây là quả gì hả cô? Quả mắc tỏi. Mắc tỏi á? Mắc tỏi thì lấy đi làm gì ạ? Có tác dụng gì ạ? Cho xem một quả được mấy được không ạ? Lấy đi đập vào mồm đi. À, đập vào mồm. Để ăn á? À, mắc tỏi. Phải đập mới được, nếu không thì trông như thế này ai dám lấy vào mồm. Không chứ, cái này dùng dùng búa dùng gạch để đập á? Làm nào cô? Cắn á? Cắn một phát là nó ra. Ồ. Quả này ở trên rừng nữa đúng không? Nguyên ngọt không con? Nó có hồ phê mà. Ăn rất thơm. Ăn rất thơm á? Ăn ngọt hơn hạt dẻ. À thế là cần mình còn nướng gì không hay ăn sống thế này à? Cái này luộc rồi. À luộc rồi à? À. Các bạn. Thơm. Ăn đi. Cái mùi đặc trưng đấy các bạn ạ, ăn thử một miếng lắm nha. Các cô đấy. Bác con ơi. Bùi mà ngon mà. Bùi. Ngon mà. Ngon đấy các bạn ạ. Bằng này có 10.000 thôi mà. À. Bùi ngon. Cho cháu đi cô. Cho cháu 10.000 với. Làm cho cháu đi. Vâng. Cái quả này cháu chưa gặp lần nào đấy các bạn ạ. Ôi giời, cái này ăn ngon lắm. Mắc gì à? Mắc tỏi các bạn nhá. Quả mắc tỏi. Anh lấy một chút đi ăn. Lấy mấy thứ một ít thôi. Con bây giờ con phải ăn đập nó ăn. À. Tìm lấy đi. Đấy. Cháu gửi cô. Lấy 10.000 được rồi. Đó. Cháu đi Bảo Lâm chợ phiên Bảo Lâm 10 giờ nên hơi muộn rồi. À thế à. Dạ. Đó. Lao bên này. Dạ. Mình lao đi, mình lao đi. À, à cháu xin và tiếp xin. Lao này, ở Holland đấy tàng không? Lao này ở tay tàng. Mẹ này là phía tàng. Mẹ tàng là phía tàng. Cái này là mẹ này bị ấu à. Bị ấu còn đây mà đang lắng. Sáng cái nào mà ấu. Ở đây nói tiếng Tây hay tiếng Nung ạ? À? Tiếng Tây mà tiếng Nung trong Quảng Nguyên của cháu là y hệt tiếng Nung ở đây, à tiếng Tây ở đây. Cháu Quảng Nguyên đó. Vâng, Quảng Nguyên, vâng, cháu Quảng Nguyên mà. Đi quay phim, à? Đi khám phá Bảo Lạc, Bảo Lâm mình thôi. À. Đấy, phần của Thành đây. Bảo Lạc, Bảo Lâm. Thì là lên má, lọc vào các bạn quên tôi nhá, YouTube ấy. Dạ, đó. Tiếp xin. Thành cũng lấy tiếp xin, Thành lấy 10.000. Các bạn đã dùng miệng để cắn, khá là cứng hay sao nhỉ? Cái này cô rửa sạch xong mới luộc chứ? Cô ơi, cái này cô phải rửa nước sạch xong mới luộc chứ? Nếu mà không cứ rửa thì rửa. Không, lúc trước khi luộc, cái bây giờ chín rồi mà. Không, bây giờ chín rồi. Bỏ ngoài nữa mà. Bây giờ mình kheo kheo cái này xong cắn ăn. Dạ, thôi một cái túi đâu rồi. Cho tương đối chắc chắn. Cô đi chợ về đấy để nhà. Chú lấy 10.000 à? Cái cây này mọc tự nhiên trên rừng mua này mới có à cô? Đó, quay lại một chút này. Mà đây. Đó, đó. Mùi lắm. Còn thơm hơn hạt dẻ nhỉ? Ngon hạt dẻ mà. Dạ, cảm ơn cô nhiều, vâng, cảm ơn cô nhiều nhá. Dạ. Đi xem còn có bà con bán gì nhiều nào. Đấy, chuẩn bị tiến vào trung tâm chợ phiên Bảo Lâm các bạn ạ. Ở đây xem các cô bán gì nhiều, các chị bán gì nhiều. Em quay một chút nào. Đó. Bạn bán gì nhiều bạn ơi? Măng á? Bao nhiêu tiền một bó măng thế này? Hả? 5.000 à? 5.000 à? Măng này măng gì à? Ngọt không hay là măng đắng? Măng nữa. Rồi măng gần hết ở đây nhỉ, chợ phiên gần tan rồi mà. Phải đi chơi nào, đi nhanh một chút. Không thì tan mất. Nói chung là muộn rồi nhưng mà cũng khá là đông, còn khá là đông. Chợ cuối tuần mà. Đó, ở đây bán gừng này. Chú bán gừng, ở đây thuốc này các bạn ạ, thảo dược này. Đó, trong Bảo Lâm thì họ bán rất là nhiều măng. Bà con ta bán rất là nhiều măng và những cái thảo dược
như là ấu tẩu ở đây cũng có nhiều này. Ấu tẩu, những củ ấu tẩu các chị nhà các cô nhà. Khoảng bao nhiêu tiền một cân à các chị? Cân 60 à? Bao nhiêu 60 một cân thôi. Có dịp lên Bảo Lạc, Bảo Lâm du lịch công tác rồi đấy, tìm mua ấu tẩu với các chị nhá. Chúc các chị đặt hàng nhá. Hôm nay bán được nhiều không các chị? Không được nhiều đâu. Không được nhiều á? Bây giờ khá là muộn rồi, vẫn còn tương đối đấy nhỉ. Mình trồng được à? À vâng. Cái củ khoai gì nhỉ? Khoai sâm chưa có à? Mùa này chưa có à? À có rồi, chưa mang về bán á. Đặc biệt lắm đấy, thấy Bảo Lâm mình có thôi. Rồi cảm ơn các chị nhiều ạ. Chơi. Ở đây có khoai sâm các bạn ạ, ở Bảo Lạc, Bảo Lâm này. Không biết lấy giống Hà Giang hay là đâu về bán ấy. Đó có quả, có cả dưa rừng các bạn ạ nhá. À đâu? Dưa chuột, dưa bản địa à? Nhầm. Của tàu khá là to đấy. Ấu tàu này các bạn ơi. Khoảng 60.000 một cân à? Chị? Thấy bên kia ông bán như thế mà. Đặc biệt nhỉ? Mình có nhiều đồ nhà bán đặc biệt quá. Anh chị đắt hàng nhá. Em quay chia sẻ mọi người mà. Dạ. Măng, các chú bán măng. Các chú bán được nhiều không? Bán được một tí thôi á. Cũng bán được ít à? Chợ khá là muộn rồi đấy nhỉ. Vâng. Chắc khoảng 5.000 một bó à? Các bạn ạ, rất là rẻ luôn. Thực sự như thế, nhưng mà ở thành ở hơi xa, cách đây khá xa mà không còn đi nhiều, đi thiện nguyện này, đi khám phá bản làng nên không muốn mua, không mua được giúp các anh luôn. Đó, chúc anh đắt hàng nhá. Đây gọi là đầu cầu, khu vực đầu cầu, vì phía trên này có một cái cầu và bà con bán hàng hóa ở hai bên khá là nhiều. Đó. Đi lang thang một vòng chợ xem nào. Cũng là khu vực bán thuốc, ấu tẩu. Ồ, ở đây có cái nấm gì à chị ơi? Những cái túi thuốc này. Cái nấm này nấm gì chị nhỉ? Cái nấm này mang tiếng Phật Quang Thầy. À, dạ. Vâng. Nói chung là nhiều thuốc lắm nhỉ. Như kiểu cây sâm này. Và có cái con này là con cái gì nhỉ? Đông trùng hạ thảo tự nhiên các bạn ạ. Đó, cảm ơn chị. Rồi. Đấy, phía bên đường bên kia này bán nhiều bánh này. Bánh này, đậu này. Bên này chủ yếu là bán rau cỏ. Nếu mà các bạn mong muốn khám phá chợ phiên nơi đây thì các bạn phải đến thật sớm, khoảng 6 giờ 7 giờ trong khoảng này rất là đông, mà muộn hơn thì có thể tầm 8 giờ ấy, thì chợ ở đây diễn ra rất đông vì bà con đi chợ rất là sớm, 5 giờ 6 giờ họ đi đến chợ rồi, là tập trung và tập trung mua bán hàng hóa xong là họ bắt đầu ra về, đến tầm 9 giờ là chợ bắt đầu vắng dần rồi, hiện tại khoảng 10 giờ rồi, khoảng tầm 10 giờ, hơn 10 giờ rồi đấy. Thịt lợn trong Bảo Lạc, Bảo Lâm rất là ngon, bà con ta ít tăng trọng. Và lợn đen là bản địa nhiều. Đây ở bên này cũng có này. Đó chủ yếu là tỏi này. Đó. Các cô bán tỏi này. Nghệ. Và ấu tẩu, mua là nhiều ấu tẩu. Ớt. Đi nhá các bạn ơi, đi vào bên trong chợ. Dạo quanh một vòng. Chia sẻ với các bạn. Đó, các cô là người dân tộc ở thành, không chắc chắn là dân tộc gì ấy. Dân tộc này quên mất tên rồi. Đó. Thành biết dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao. Còn trang phục của các cô vừa rồi dân tộc gì Thành tự dưng quên mất này. Rồi, ở đây có một cô đi chợ này. Chân đất.
của trong Bảo Lâm muốn đi chợ chân đất và ăn mặc rất là trông rất là khó khăn và hai mắt bị mù cơ. Thành thương quá, và cũng gửi chú đấy một chút tiền. Đó. Gọi là giúp đỡ thôi. Vì cũng có nhiều người giúp đỡ Thành mà. Và hỗ trợ Thành làm việc này việc kia, và cũng như là nhờ Thành đi làm từ thiện ấy, giúp đỡ những người nghèo ấy, nhưng Thành không có thời gian mấy. Thành sẽ làm từ từ và làm vừa sức thôi, phù hợp với khả năng của Thành, cũng như là sắp xếp thời gian hợp lý được. Các bạn đi theo khu vực bên này, đây chủ yếu là quán ăn thì phải. Quán ăn. Đúng không? Đó. Khu này, khu vực này cũng bán rau củ quả nhá. Đó. Bên tay phải là quán ăn. Đó. Còn bên trong cái đình to bên tay phải này là bán đồ khô với quần áo, thịt lợn. Những mặt hàng đấy là truyền thống, nó nào cũng có. Nhưng Thành không thích quay cái khu vực đấy. Đó. Quán ăn khá là đông khách đấy. Quán ăn. Đó. Đây là khu vực bán đồ ăn chín, hải sản, vịt quay này. Đó. Đấy, vịt quay. Thơm lừng luôn. Rồi, kéo này. Muộn rồi nên chợ vắng lắm. Đây. Gian hàng bán nông cụ ra Phúc Sen này. Làng nghề truyền thống nổi tiếng của Cao Bằng ấy. Đó. Tiếp tục vòng qua khu vực bên này nhá, xem bán gì nhá. Bán bánh này. Đó. Cục bán bánh tương. Đó, bánh rán. Đó. Muộn rồi nên vắng lắm. Đấy, khu vực bán trà sữa, các loại sữa trân châu gì đấy. Đấy, nhiều thứ lắm. Bánh này. Đậu. Đặc biệt những gian hàng bán đậu. Đậu thơm đấy các bạn ạ. Có mùi rất là thơm. Đó. Đậu cô dân. Dạ vâng, chào chào cô. Một miếng nhỏ thế này là bao nhiêu tiền hả cô? 10.000 là được. Ba đôi này, 10.000 6 cái. À 10.000 6 cái. 10.000 là được 6 miếng nhỏ như này các bạn ạ. Miếng nhỏ như này này. Vâng. Còn không đến 2.000 nhỉ? Không đến 2.000 đấy. Đấy, gần 2.000 một miếng thôi. À, cháu cảm ơn cô ạ. Thơm lắm. Thơm mùi đậu các bạn ạ. Đấy, rất nhiều gian hàng đậu này. Wow. Đấy, Bảo Lạc, Bảo Lâm bán nhiều đậu. Đặc biệt là ở chợ phiên cái Tổng Cọt. Tổng Cọt cực kỳ nhiều đậu luôn. Đậu rán, chủ yếu là đậu rán. Và ở bên Tổng Cọt nhiều nhất. Đi các chợ thì thấy Tổng Cọt nhiều đậu nhất. Và Tổng Cọt thì các cô đấy hút thuốc lào. Hút thuốc lào rất nhiều. Bên Tổng Cọt Hà Quảng các bạn nhá. Dạ, dạ cháu đi quay. Quay lượn một chút thôi là. Mình nấu nhiều đấy cô nhở. Tầm này còn nhiều lắm. Dạ, vừa ra. Dạ, vừa ra đấy. Vì chắc là bán được nhiều mẻ mà đúng không? Một phiên và đó, đấy. Thôi, đi dạo quanh một lúc nữa xong là đi về. Dạ. Dạ, bên Hà Quảng thì bán nhiều đậu đợt, mà đậu đấy ngon đấy. Tổng Cọt. Dạ, cô ạ. Vâng. Còn đây là chợ phiên Bảo Lạc. Đấy. No.
mình sẽ vòng lên khu vực đầu cầu xem trên đó bán những cái sản phẩm gì. Nhiều quả này, khu vực bán quả thôi, trái cây đó. Nhiều quả lắm đấy, nhưng quả đây chủ yếu là lấy từ xuôi lên, không phải nguồn gốc từ Cao Bằng đó. Đó. Ừ. Bán vỏ điện thoại các loại ốp chống rung đủ kiểu. Đó, tiếp tục là khu vực bán những cái sản vật địa phương, quay những khu vực bán sản vật địa phương thì mới thích. Đấy, các cô, cô mình ở đây là dân tộc gì hả cô? Mặc áo này này đẹp đẹp này là dân tộc gì hả? Giao gì nhỉ? Dân tộc gì hả? Dân tộc gì nhỉ? À lô 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 lô. À dân tộc Sán Chỉ phải không? À, đó quay cô một chút này. Đấy. Các cô là dân tộc Sán Chỉ, cô bán ngô luộc này. À. Bao nhiêu tiền một bắp cô ạ? À? Bao nhiêu? Cô đang 5 cái 10.000, tức là 2.000 một cái, 2.000 một bắp à? À. 2.000 một bắp. Hoa đu đủ. Hoa đu đủ. Đấy, ở đây bán hoa đu đủ được khá nhiều và có mướp đắng các bạn nhá. Mướp đắng sấy khô, mướp đắng phơi khô đây này. Rất là nhiều mướp đắng luôn. Mướp đắng rừng đấy các bạn ạ. Đây là mướp đắng rừng đấy chị nhỉ? Cô nhỉ? Đó. Mình phơi khô nhiều lắm nhỉ, ở ngoài kia cũng thế. Cái này không đem đi ăn cũng được hoặc đem đi làm trà cũng được đúng không? Làm chè, làm trà nước uống ấy đúng không? Mát, mát nói chung là mát cơ thể đúng không? Giải độc, nó đắng mà đúng không? Mát gan đúng không? Mát gan bổ phổi, giải độc đúng không? À. Quần mặc đẹp quá. Dân tộc Sán Chỉ à? Các cô là dân tộc Sán Chỉ à? Mình chủ yếu tập trung ở xã nào à? Chị, cô? À, Thượng Hà đấy. Thế mướp đắng này bao nhiêu tiền một cân hả cô? À, 15.000 một cân các bạn nhé. Thành thấy nhiều người thu mua đi sấy và đem đóng hộp, xây dựng thương hiệu bán lắm. Mướp đắng mùa này rất là nhiều. Đó. Rồi, cảm ơn các cô các chị. À. Tiếp tục là khu vực bán mướp đắng rừng, mướp đắng sấy khô. Đây này. Đó. Mướp đắng sấy khô này, đó. Khoảng mấy tiền một cân hả các chị? Mướp đắng rừng ấy, mướp đắng tươi này. Loại này bao nhiêu tiền cân hả chị? À, 20.000. Còn khô này bao nhiêu tiền ạ? À, 150 đấy. À, là cân 150 đấy. Các bạn ơi, rất là đắt luôn nha vì nó. Nó ngót nhiều các bạn ạ. 150 một cân. Con này là 150 một cân. Em mà đi khám phá nhiều lắm, mình thích mà. Cái này ăn nó ngon nhỉ? Nó hơi đắng đắng, ngon. Cái cây này mọc tự nhiên đấy, hàng năm nó tự mọc thôi đúng không? À, đấy. Đấy. Ừ, đấy. Cả măng khô rồi, cảm ơn chị nhiều ạ. Vâng. Măng khô. Và đến khu vực này gần như là hết chợ rồi. Tiếp tục quay lại khu vực thành để xe và ra về thôi. Ở đây có con sông, nhà sông gọi là sông Gâm thì phải các bạn ạ. Mùa này mùa mưa nước khá là nhiều. Hai bên bờ sông đã được kè lên.
tương đối kiên cố. Đó. Đây. Các anh bán măng ở đây. Đó. À, ở đây có một loại hình như không nhầm là gọi là thảo dược hay là cái gì đấy khá là đặc biệt. Các anh ơi, cái vỏ này vỏ cây gì ạ? À? Vỏ này gọi là vỏ cây gì ạ? À? Không biết nhưng mà tiếng Tây, tiếng Nung hoặc là tiếng dân tộc mình nói thế nào? Vâng. Cai mèo. Tiếng dân tộc gì anh ạ? Dân tộc Mông nó gọi là cai mèo. Các bạn cái vỏ cây cai mèo. Đó, quay gần một chút để các bạn xem nhá. Xong mà tí hỏi công dụng. Thế mình bán cái này mục đích là để làm gì? Cái này có tác dụng gì? Cái vỏ này ấy. Người già uống, người già ăn đấy. Hả? Người già ăn á? Người già ăn. À, ăn trầu á? À, ăn trầu bảo người già ăn, người già ăn thành mới hiểu. À, ăn trầu ấy, nhai trầu ấy đúng không? Ừ, các bạn ạ, cái vỏ này dùng để ăn trầu. Ăn trầu thì ngoài cây này ra người ta còn mấy cây to bằng ngón tay này, mềm mềm ấy. Biết cây đấy không? Biết cây đấy có bán không? Thế á? Cây đấy họ cũng ăn trầu đấy. Đúng không? Trầu này với quả cau này, vôi này, thứ này đấy nhỉ? Đấy, đấy, răng đen đúng không? Ờ. À. 10.000 một bó các bạn ạ. Đó. Chị cũng ăn trầu à? Không, chị mua cho bà á? À, 10.000 một bó đúng không? À, cái này ăn 10.000 một bó à? À. Bớt đi không được, kém đi không được à? Kém không bán à? Bớt đi, 10.000 ba bó đi. Kém là không bán à? À, không phải. Là 10.000 năm bó, 20.000 năm bó. Kém không bán à? 20.000 ba bó. Bình thường là bán bó 10.000 nhưng bây giờ bây giờ muộn rồi nên là bán là 20.000 ba bó vào à? 20.000 ba bó được rồi chị ạ. Vào gần 7.000 một bó. Nhai có đỏ không đấy? Chất lượng tốt không? Thế mình lấy vỏ này hết thì cái cây nó chả chết à anh? Chết rồi. Mình à, mình chặt hết xong xuống mình bóc vỏ luôn mấy đấy bán cái cây nó đen về ta đưa mà đun về ống. 20.000 ba bó nhá. Thế mình nhá, mình nhai cái này nhai không là phải trộn với vôi không, với cau gì không? Người già nhai thôi. Nhai nhưng mà có phải cái cây này không á? Hay là nhai với cái cây lá lá trầu cau không? Lá trầu không? Lá trầu, lá trầu nữa là vôi này. Thuốc ấy à? Thuốc á? Thuốc. Thuốc gì? Cái thuốc nào kìa? Phấn trắng ấy. Thuốc gì? Thuốc nào á? Thuốc nào á? Thuốc nào với phấn trắng? Thuốc nào với là phấn trắng? Phấn trắng này xây nhà cho mấy cái kiểu như là xây nhà mình chắc nhà bên ngoài kia. À. Là phấn trắng này. Phấn trắng á? Ừ. Thì có phải vôi à? Quấn vào bên trong lá. À. Thế họ ăn trầu lại. Em thấy có cái cây mà cây trên rừng mà to bằng ngón tay nhá, dài dài kia này. Xong cây cây lá trầu này, ừ, vôi này. Vôi này. Vôi này, cây cau này, quả cau này. Quả cau nữa, thuốc nữa. Có cả thuốc á? Thuốc nào? Thuốc nào nữa? Thuốc nào đem nhai á? Ừ. Nhai chả đắng nào, cái thuốc nào kia chả say à? Say nhai để nó quen rồi. À. Em à, cho một tí thôi đúng không? Sai chả nôn đấy à, cho cả thuốc lào à, em thấy nghe lạ đấy. Ừ, tức là tóm lại cái này lấy đi phải chuẩn với hai ba thứ khác mới nhai được đúng không? Để cho răng đen đấy, chống sâu răng ấy, làm đẹp ấy. Dạ, cảm ơn anh nhá, chúc anh đắt hàng nhá, chú đắt hàng. À, chúc các cô các chú đắt hàng. Các bạn ơi, như vậy là Thành đi dạo quanh một vòng toàn bộ khu vực gọi là chợ phiên Bảo Lạc, Cao Bằng. Đó, thì hôm nay đến chợ phiên đây khá là muộn, 10 giờ là mới đến, chợ tương đối vắng rồi. Thành quay bằng này thôi, chia sẻ với các bạn tiếp tục ủng hộ Thành nhé. Bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới phải màn hình, sau đó bấm vào cái chuông ở bên cạnh để xem những clip mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.